áp về danh Hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tải ngay về danh Xin chào các con, cô là Phương Thảo Người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình môn toán lớp 3 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Ngày hôm nay, cô Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 3 Làm quen với hình phẳng, hình khối Bài 17, hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn trong tiết học này, cô và các con sẽ cùng nhau khám phá về hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn nhé. Giờ thì hãy ngồi thật ngay ngắn và cùng cô thảo đến với hoạt động số 1 trong bài học ngày hôm nay, hoạt động khám phá. Các con thân mến, có hai người bạn đang nói chuyện với nhau, đó là bạn Nam và bạn Robot. Nam nói: "Mình dùng cái đĩa này để vẽ đường tròn đấy." Robot nói: bạn hãy dùng bà nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng cô khám phá về tâm, bán kính và đường kính của hình tròn. Trên màn hình của cô Thảo chính là một hình tròn. Hình tròn này có tâm O, bán kính OM và đường kính AB. Vậy bán kính của hình tròn chính là một đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm nằm trong hình nằm trên hình tròn còn đường kính của hình tròn chính là một đoạn thẳng đi qua tâm. Tâm O là trung điểm của đường kính AB. Đường kính dài bằng hai lần bán kính. Bây giờ chúng mình có thể dùng compa để vẽ được một đường thẳng tâm O. Cách vẽ đường thẳng tâm O rất đơn giản bằng bằng việc sử dụng compa. Các con chỉ cần lắp bút vào đầu con ba, vận thật chặt cho hai chân đều nhau. Sau đó, con lựa chọn một tâm, được gọi là tâm của đường kính, vào vị trí, sau đó lựa chọn đường kính phù hợp, rồi quay con ba để vẽ. Vậy là chúng mình đã có một đường tròn tâm ô. Về nhà, các con có thể sử dụng chiếc con ba của mình và thực hiện vẽ đường tròn tâm ô lên giấy nhé. Còn bây giờ để các con có thể rõ hơn về việc xác định tâm, xác định bán kính và đường kính của một hình tròn, cô mời chúng mình cùng cô chuyển sang hoạt động tiếp theo. Tìm tâm, bán kính, đường kính của mỗi hình tròn dưới đây. Trước hết cô mời chúng mình cùng quan sát lên hình tròn. Ta thấy rằng trong hình tròn này có tâm O, có bán kính OP và đường kính MN. Đường kính MN sẽ là một đoạn thẳng đi qua tâm của hình tròn. Tiếp theo chúng mình cùng quan sát vào hình tròn màu xanh. Ta thấy rằng tâm của hình tròn này chính là điểm I. Và bán kính của hình tròn này chính là IP và IA. Và đường kính của hình tròn này chính là AB, đoạn thẳng đi qua tâm I. Bài tập này, cô và các con đã cùng nhau xác định tâm, bán kính và đường kính của các hình tròn. Về nhà, các con có thể tự vẽ hình tròn ra ngoài nháp bằng việc sử dụng công ta. Sau đó chúng mình sẽ nêu tên, tâm, bán kính và đường kính của các hình tròn này nhé. Xin chào các con, cô là Phương Thảo. Người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình môn toán lớp 3, bộ sách kết nối trí thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 3, làm quen với hình phẳng, hình khối. Bài 17, hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. Trong tiết học trước, cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu về hình tròn, cùng nhau tìm hiểu về tâm, bán kính và đường kính của hình tròn. Và trong tiết học này, chúng mình sẽ cùng cô làm thêm các bài tập về việc xác định tâm, đường kính và bán kính của hình tròn nhé. Giờ thì hãy ngồi thật ngay ngắn và cùng cô Thảo khám phá những điều thú vị trong bài học ngày hôm nay thôi nào Cô mời các con cùng đến với bài tập số 1 Bài tập số 1 yêu cầu chúng mình A. Vẽ đường kính Bài tập số 1 yêu cầu chúng mình A. Vẽ đường tròn tâm O B. Vẽ bán kính OA, đường kính CD của đường tròn đó Bây giờ, trước hết các con hãy cùng cô vẽ đường tròn tâm ô bằng việc sử dụng compa nhé. Đầu tiên, các con hãy xác định tâm của đường tròn, sau đó đặt tâm đường tròn vào vị trí lựa chọn đường kính phù hợp rồi quay compa để vẽ. Như vậy, chúng mình đã có một đường tròn tâm O rồi. Sau khi đã vẽ xong đường tròn tâm O, các con sẽ vẽ bán kính OA bằng việc dùng thước của mình vẽ một đoạn thẳng từ điểm O đến một điểm nằm trên hình tròn. Tiếp theo, con sẽ vẽ đường kính CD bằng việc dùng thước vẽ một đoạn thẳng đi qua tâm ô. Vậy là chúng mình đã có đường tròn tâm ô, bán kính OA và đường kính CD rồi đấy. Các con hãy thực hiện vẽ những đường tròn với bán kính, đường kính khác nhau nhé. Còn bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 có đề bài như sau: Trong bức tranh sau Mỗi hình tròn đều có bán kính 7cm. Bọ ngựa đang ở điểm A, bò theo đường gấp khúc ABCD, đến chỗ vòi voi ở điểm D. Hỏi, bọ ngựa phải bò bao nhiêu cm nữa? Mời các con cùng quan sát vào hình ảnh minh họa. Ta thấy rằng ở đây có một chú bọ ngựa và một con vòi voi. Con bọ ngựa đang phải bò từ điểm A để theo, đi theo đường gấp khúc ABCD đến chỗ vòi voi đó là điểm D và các con biết rằng bán kính của mỗi hình tròn này là 7 cm và nhiệm vụ của các con đó là hãy tìm xem bọ ngựa sẽ phải bỏ bao nhiêu cm để mới đến được chỗ của con vòi voi nhé. Bọ ngựa bắt đầu bỏ từ điểm A đến điểm B. Sau đó bò đến tiếp theo đến điểm O rồi lần lượt bò đến điểm C và cuối cùng chính là đến điểm D. Vậy là bọ ngựa đã bò đến điểm D rồi, chỗ mà con vòi voi đang đứng. Nhiệm vụ của các con đó là hãy đi tìm xem độ dài của đường cấp khúc ABCD dài bao nhiêu cm. Nhìn hình vẽ đây, các con có thể dễ thấy rằng bán kính của mỗi hình tròn đang là 7cm. Vậy chúng mình sẽ đếm xem có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng dài 7cm. Ta thấy rằng ở đây có 6 đoạn thẳng dài 7cm. Vậy chúng mình có thể thực hiện phép tính cộng là lấy 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7. Hoặc cách đơn giản hơn đó là chúng mình sẽ thực hiện phép tính nhân. Đó là các con sẽ lấy độ dài của một đoạn thẳng hay chính là độ dài của bán kính và các con thực hiện nhân với 6. Và với bài này, cô Thảo hướng dẫn cho mình trình bày bài giải như sau. Bước 1, con viết lời giải. Bọ ngựa phải bò số cm là Con thực hiện lấy 7 x 6 bằng 42 cm Đáp số 42 cm Vậy là độ dài mà, mà bọ ngựa bò đến con vòi voi sẽ dài 42 cm Vậy là ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau xuất sắc vượt qua hai thử thách của bài toán. Cô Thảo gửi lời khen đến các con đã rất tích cực và chăm ngoan trong giờ học. Và hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt